Giờ Út Anh chuẩn bị lên cái mic này các bạn. Mic này lão lắm, nằm trên cái máy chạy của bà Tím này. Nó lão nó bị chết nhánh chờ. Nhiều hai đó. Đó thì giặt giặt luôn. Siêu khủng nè. Siêu khủng luôn. Này lão trong cái khủng. Vừa giết con dây kìa. Nó càng kỳ thang. Mít hư trên trời. Mày hư là bị sụn ăn này. Mày hết trơn. Hư trơn luôn. Cạn nó đi không trơn. Để nó lão mà. Cơ. Dạ. Mình quảng cáo mấy ông thợ nên có nữa có người ta coi cái người ta kêu mấy ông cưa. Dạ. Giá mai lên nhiều lắm mà chứ. Lên lên đài. Lên mạng á. Cắt lóng mới thảy đỡ không à Út. Trời ơi, đúng ra cái chạy này dở hồi chồng bắp bây giờ chứ phải bây giờ đâu. Để hai cái bít đi cho nó còn được, còn không còn được thì dở. Cây cây đồ cũng 4 năm rồi, chưa có xẻ lại kia. Mua cho mấy ông mà đi mua giùm cho mấy ông không lấy nữa. Ê, cái gì chổi là cái đồng để lấy cái thao vô luôn rồi tao mày có cái đồng hồ dưới đây nhưng mà nước lấy cây đắng này đi. Cái nữa hay. Khoan. Ừ. Vậy đi cho chắc ăn. Rồi vậy đi. Nó che này mục lắm rồi các bạn. Quá im.
ơi. Đinh hả? Ủa ai đâu rồi, một trên đóng rồi tuốt cảnh gì hả? Ai đâu đóng tuốt cảnh gì hả? Rồi xuống được rồi, cắt khúc đi. Kéo tụi cắt góc luôn rồi. Ừ. Trời mít mũ mũ cắt dưới mấy ghệ á, bỏ đây bỏ đây. Vê wifi luôn nha. Đây, dám lên, dám lên, dám lên. Quên cống nước tàn. Ê, trong ấy, ngoài này nè, ngoài này nè. Ngoài á, ngoài á. Ừ. Chảy qua rồi.
Cái cây gừa lên trên đây luôn rồi, bên đây nó bị lép rồi. Không cũng còn được. Gốc luôn rồi. Gốc, đừng đi luôn á. Nằm trong cái trại này luôn á. Chỗ lò nấu rượu của bà con. Xong cái bếp rồi mà. Kết thúc clip này nha. Hẹn bạn lên clip tiếp theo của mình nha. Bye bye các bạn nha.